Xin chào tất cả các bạn và chúng ta sẽ cùng đến với Mac Daily tối ngày 31 tháng 12, ngày cuối cùng trong năm 2017. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, HTC Ocean sẽ loại bỏ giắt tai nghe 3.5mm, camera khủng nhưng chip thì lại là con chip MediaTek rẻ tiền. Bên cạnh đó, Samsung có ra mắt hai tablet Windows 10 mới. Cụ thể như nào thì chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Trong một vài bản tin daily trước đây, Mac Channel đã từng đề cập tới các bạn về sự tồn tại của dòng điện thoại mới của HTC mang tên Ocean và chiếc phablet HTC Ocean Note nhiều khả năng chính là flagship mới của công ty Đài Loan trong năm 2017 tới. Đúng như tên gọi, thiết bị sẽ được trang bị màn hình lớn trong khoảng 5.5 đến 5.7 inch và như trong các hình ảnh rõ rỉ thì mặt trước của chiếc điện thoại này sẽ không tồn tại nút cứng vật lý nào cả. Và thậm chí theo một báo cáo mới nhất đã cho biết, HTC sẽ loại bỏ nốt cả giắc tai nghe 3.5mm của thiết bị này, đồng nghĩa với việc chiếc Ocean sẽ là thiết bị thứ hai của HTC không được trang bị giắc tai nghe 3.5mm truyền thống, xếp sau chiếc HTC Bow đã ra mắt cách đây một tháng. Như vậy, có vẻ như HTC đã cụ thể hóa ý nghĩa của cụm từ Ocean, đại dương ngay trên ngôn ngữ thiết kế mà họ áp đặt cho dòng điện thoại mới này. Đó là sự rộng rãi, thoáng đãng đến hết mức có thể theo đúng nghĩa đen, tức là loại bỏ gần như sạch sẽ các loại nút vật lý cùng lỗ tai nghe 3.5mm kích cỡ. Do vậy, hai phần duy nhất trên thiết kế của HTC Ocean mà chúng ta có thể tác động vật lý vào là cổng USB Type-C và nút nguồn mà thôi, bởi họ đã cảm ứng hóa toàn bộ dải nút xung quanh hai bên khung máy rồi. Các chi tiết kỹ thuật khác của HTC Ocean được tiết lộ bao gồm một màn hình 2.5D nhưng cho cảm giác cong như chiếc Galaxy S7 Edge, cùng camera tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ. Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ về các chi tiết kỹ thuật, chỉ biết rằng cụm camera của dòng HTC Ocean mới sẽ tốt hơn nhiều so với HTC 10 đi trước. Và thậm chí còn vượt mặt cả Google Pixel, chiếc điện thoại đang được DxO Max đánh giá cao nhất hiện nay. Cuối cùng là việc thiết bị này sẽ có một phiên bản trang bị con chip MediaTek, không rõ là bản giá rẻ hơn hay bản giá dành cho thị trường Trung Quốc. Hoặc có thể là HTC sẽ áp dụng một chiến lược giá rẻ cho thiết bị để kích cầu cho flagship mới của họ. Thiết bị được cho là sẽ bán ra chính thức vào ngày 28 tháng 5 năm 2017 tại Trung Quốc với 3 màu sắc tùy chọn khác nhau, tuy nhiên cũng chưa rõ là màu nào. Có lẽ chúng ta sẽ cần thêm thời gian để biết chính xác hơn các thông tin về chiếc điện thoại mới lạ này. Như chúng ta đã biết được, sự tồn tại của chiếc điện thoại tiếp theo mang thương hiệu BlackBerry sẽ có tên chính thức là D-Tech 70 hay tên mã Mercury. Hiện tại, các báo cáo mới nhất đã tiết lộ thêm thông tin về màn hình của thiết bị này. Theo đó, tài khoản Twitter nổi tiếng Roland Quant vừa đăng tải một ảnh chụp màn hình của chiếc D-Tech 70 đã làm rõ độ phân giải của thiết bị là 1620x1080px cho một độ điểm ảnh khoảng 420ppi, tức thiết bị có màn hình chỉ lớn hơn khoảng 4.5 inch mà thôi. Điều này dễ hiểu với chiếc D-Tech 70 còn phải gánh thêm cả một bàn phím QWERTY vật lý riêng và khiến thiết kế tổng thể của máy bị cồng kềnh lên đáng kể. Các tộc mạch Roland Quant cũng không quên bổ sung một số thông tin hay ho khác về chiếc BlackBerry D-Tech 70 này, nhưng nó sẽ được giới thiệu sớm ở Indonesia, thị trường chủ chốt lớn nhất hiện nay của BlackBerry, cùng với việc được trang bị con chip xử lý Snapdragon 625. Như vậy, điều này có phần nào trái ngược với các tin đồn trước đây về chiếc BlackBerry D-Tech 70 này sẽ được trang bị con chip Snapdragon 821. Và cũng chính video này hoặc là thị trường Indonesia sẽ phải gặp đen đủi khi bị BlackBerry phân phối một phiên bản cấp thấp cho chiếc điện thoại này, hoặc là một trong hai tin đồn trên chỉ là tin đồn nhảm. Dự kiến BlackBerry và TCL sẽ trình làng chiếc D-Tech 70 vào mùa xuân năm sau, tức còn khoảng vài tháng nữa, và từ giờ cho đến lúc đó chúng ta sẽ tiếp tục được nghe nhiều hơn về những thông tin xung quanh chiếc điện thoại được cho là thiết bị cuối cùng được phát triển chính chủ bởi BlackBerry này. Tại sự kiện CES 2016, Samsung đã trình làng chiếc máy tính bảng Galaxy Tab Pro S chạy Windows 10 nhằm cạnh tranh với iPad Pro của Apple, và thiết bị này đã đạt được một số thành công nhất định trên thị trường. Theo những báo cáo mới nhất thì nhiều khả năng công ty Hàn Quốc sẽ giới thiệu chính thức phiên bản kế nhiệm của chiếc máy tính bảng này. Tuy nhiên, lần này Samsung sẽ giới thiệu tới hai mẫu Galaxy Tab Pro S mới mang tên mã lần lượt là SMW720 và SMW620. Ngoài vấn đề về tên gọi thì không có thêm bất cứ thông tin nào khác được tiết lộ về hai thiết bị mới của Samsung. Có thể thấy chiếc máy tính bảng SMW720 chắc chắn sẽ là kẻ kế nhiệm của Galaxy Tab Pro S và nó sẽ được trang bị phần cứng xử lý tương tự một chiếc laptop thông thường. Còn thiết bị mang tên SMW620 nhiều khả năng sẽ là một biến thể cấp thấp với màn hình nhỏ hơn, thông số kỹ thuật rút gọn, thậm chí không loại trừ khả năng Samsung sẽ trang bị con chip ARM cho chiếc máy tính bảng này. Bởi hệ điều hành Windows 10 của Microsoft hiện đã hoạt động rất tốt với nền tảng vi xử lý ARM. Do đó, nếu công ty Hàn Quốc tích hợp con chip này vào máy tính bảng mới của họ, thì đây sẽ là một bước đệm quan trọng trong việc xâm lấn tới phân khúc máy tính xách tay của dòng chip ARM trong tương lai.
Vừa rồi là những thông tin của Mac Daily ngày 31 tháng 12. Nếu các bạn cảm thấy hứng thú với các thông tin hôm nay, các bạn hãy để lại một vài ý kiến dưới đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.